Anh có cảm nhận như thế nào khi mà hôm nay đã được nhận bức tranh ở tại gia đình nhà mình ạ? Anh thấy là nó cũng tương đối hài lòng, cũng là một cái bức tranh đẹp. Trên bức tranh này thì anh ưng ý nhất điểm nào ạ? Thực ra thì mình vẫn thích hạc và mai, mình được cái tích là kiểu hạc quần mai. Sau một năm chờ đợi thì đến hôm nay là cũng đã hoàn thiện, cho nên là treo ở trong không gian này thì cực kỳ là phù hợp. Gỗ thì nó đã mang cái nét truyền thống, vâng. Thêm cái bức tranh gỗ vào nữa để coi như là nó đầy đủ các cái phong cách của mình. Và trên đây là những chia sẻ của bác khách ở Thủy Nguyên, Hải Phòng nói về tác phẩm Cửu Hạc Du Xuân. Và trong clip thì bác ấy cũng có nói đấy là cái tác phẩm này còn có tên là Cửu Hạc Quần Mai. Thì hai cái tên này đều là hai cái tên nói về cái tác phẩm này. Tuy nhiên thì bức tranh này được treo vào mùa xuân, và trên bức tranh có cây mai cũng là cây của mùa xuân, của những cái điều tốt đẹp cũng như là những cái điều mới mẻ. Thành ra là chúng ta gọi là Cửu Hạc Quần Mai hay Cửu Hạc Du Xuân thì cũng đều như nhau. Và chúng tôi cũng mong muốn một năm mới sẽ đến với bác khách cùng với những cái hình ảnh tượng trưng cho một mùa xuân rất là bình an, rất là nhiều may mắn, như là những con chim hạc và những cành mai ở trên tác phẩm Cửu Hạc Du Xuân này nhá.